Bất chấp phong độ của Man U có lên xuống thế nào trong một năm trở lại đây, thì tương lai của Pogba vẫn luôn là một đề tài nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận, đặc biệt là sau những phát biểu đầy úp mở của tiền vệ người Pháp. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vào thời điểm hiện tại, Pogba đang là mục tiêu rất được Real và Barcelona quan tâm. Cụ thể, Chủ tịch Josep Maria Bartra của Barcelona mới đây đã khen ngợi Pogba là một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong khi thuyền trưởng Zidane của Real cũng cho biết rất mong có cơ hội dẫn dắt Pogba. Gary Neville, cậu ấy sẽ ký hợp đồng với MU. Không hoài nghi nào cả tại sao rốt cuộc Man U vẫn phải quay về với ước mơ của Mourinho. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, đứng trên cương vị thuyền trưởng của Man U, Ole Gunnar Solskjaer mới đây đã khẳng định Cole đang nỗ lực tập luyện cho trận đấu với Barcelona. Cậu ấy vẫn đang là một cầu thủ của Man U, một trong số chúng tôi. Điều duy nhất trong tâm trí của Cole vào lúc này đó là trận đấu với Barcelona. Và thực tế thì tôi cũng chẳng thấy có bất cứ lý do gì để cậu ấy rời Man U trong mùa giải tới. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó không lâu, trợ lý Mike Phelan cũng tin rằng Pogba sẽ không rời Old Trafford trong giai đoạn này vì Pogba vẫn chưa kết thúc hợp đồng dù cho có ai đó đang nhòm ngó cậu ấy đi nữa và coi cậu ấy là nhà vô địch World Cup. Vẫn còn nhiều điều thú vị về Man U chờ Pogba gặt hái. Có những cầu thủ ở đây chưa đạt được những gì mà họ cần phải làm cho câu lạc bộ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Video làm sao để chơi bóng như Pogba.